Bay ngang trời, tuổi trẻ tràn ước mơ, bàn tay ngà một lời thách đố, dẫu chưa hề một thời gian khổ vẫn hiên ngang sắp tới không lùi. Câu thơ buồn kiêu hành càng lòng son, trái tim đậm tình người như sóng vỗ, đời sao là tối tăm nghiêng ngã, tóc chưa xanh đã bạc từ bao giờ. Tình yêu ơi anh đến bất ngờ, với đắng cay khát khao dữ dội, đóa hoa ngời ngập ngừng em hai, kim lá cành trước mặt ngẩn ngơ. Bay ngang trời, tuổi trẻ tràn ước mơ, bàn tay ngà một lời thách đố, dẫu chưa hề một thời gian khổ vẫn hiên ngang sắp tới không lùi. Câu thơ buồn kiêu hành càng lòng son, trái tim đậm tình người như sóng vỗ, đời xa là tối tăm nghiêng ngã, tóc chưa xanh đã bạc từ bao giờ. Tình yêu ơi anh đến bất ngờ, với đắng cay khát khao dữ dội, đóa hoa ngời ngập ngừng em hai, kim lá cành trước mặt ngẩn ngơ. Bay ngang trời, tuổi trẻ là ước mơ, bay trong đời, tuổi trẻ tròn ước mơ. Bay ngang trời, tuổi trẻ là ước mơ, bay trong đời, tuổi trẻ tròn ước mơ. Tôi cũng đã suy nghĩ kỹ vấn đề này. Dạ. Vậy nên ta phải lên kế hoạch thật tỉ mỉ để đảm bảo an toàn cho Thủy. Kể từ bây giờ, Hân lúc nào cũng bám sát theo Thủy, tiếp ứng cho Thủy khi gặp những sự cố rủi ro, và thường xuyên báo cáo về cho tôi. Bây giờ em là số 1, anh là số 2. Nè, ai là số 1, ai là số 2? Thời gian sẽ biết. Hai đồng chí nói gì đó? Dạ, không có gì. Bao nhiêu tiền vậy anh? Dạ 50. Nè, cảm ơn. Dạ cảm ơn. Chết rồi. Không có điện thoại luôn. Vô sản rồi. Sao đây? Cô dùng con dao. Hả? Con dao nè. Nè hay không? Cô dùng con dao đi. Không có mua. Mua dao chi? Không mua dao nhỏ thì mua dao lớn. Không có mua. Nè mua đi. Vậy mua này nha. Này hay lắm nè. Nè. Không có mua mà. Trời. Không có mua. Không mua hả? Đây, có cái này luôn. Rẻ có 20.000 à. Trời ơi, tôi nói không có mua. Mua giùm đi. Không. Không mua à. Nhìn cái mặt này là thích nữ trang chứ gì. Đây có cái này nè cho con gái nè. Dây chuyền nè, vui vẻ luôn. Nè đẹp không? Đó.
Quá đẹp luôn. Trời ơi, tôi không có mua. Mua giùm đi mà. Đây, có quẹt. Đây là quẹt. Không mua. Đây, bóp da cá sấu. Cái cuối chưa? Cái cuối rồi, cầm mua luôn đi. Cuối rồi phải không? À, vậy thôi, cầm mua. Thì mua đi. Tôi không có mua, rồi anh đi đi. Khó. Thủy. Trời ơi mẹ, mẹ làm con hết hồn à. Con về hồi nào? Sao không điện cho mẹ? Thì con cứ tưởng là lúc nào mẹ cũng ở nhà chờ con về. Cha mày, làm cho mẹ sốt ruột, không làm ăn gì được đây nè. Vô nhà nè mẹ. Để con xách cho. Để mẹ mở cửa. Vô con. Dạ. Vô nhà mẹ. Vô nhà đi con. Thủy nè, con uống nước đi. Cảm ơn mẹ. Con ở đó khổ lắm hả? Nhà ở tù vậy. Ở tù? Trời, vậy ở đó là chỗ nào? Không, ý con nói là ở dưới quê không có giống ở nhà. À, còn đi đâu nó là bí mật mà mẹ. Mẹ thấy con xanh xao quá. Con đâu có sao đâu, con đi công tác mà, có đi chơi đâu. Con đã về cơ quan chưa? Có chuyện gì vậy mẹ? Thằng Quang, chồng con Thanh bị bắt rồi. Ủa, ai nói cho mẹ biết vậy? Con mới ở cơ quan về có nghe gì đâu. Nghe nói bên công an đã có đủ bằng chứng để buộc tội thằng Quang. Sao mẹ biết rõ vậy? Con Thanh đến đây tìm con. Tội nghiệp con nhỏ. Mẹ cứ tưởng lấy được thằng chồng ngon lành cho sướng tấm thân. Ai ngờ. Thì cũng tại tính trăng hoa của mấy ông này thôi. Thôi thôi con, đang lúc này con đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa. Thôi con chạy qua nhà Thanh cái. Con, mẹ đã nhờ người giúp đỡ cho con Thanh rồi. Chắc bây giờ nó đang đi lo việc cho chồng nó đó. Con cứ ở nhà rồi tối hãy đi. Mà mẹ nhờ ai vậy? Nhờ làm cái gì? Thì mẹ nhờ cậu Minh làm luật sư bào chữa cho thằng Quang. Mẹ thấy cậu ấy cũng đáng tin cậy lắm con. Mẹ chưa biết rõ người ta mà đã tin cậy như vậy, coi chừng thất vọng đó. Ít nhất á, nó cũng nhận lời giúp Thanh, vậy là cũng đủ nhiệt tình rồi. Alo, Minh đó hả con? Dạ con chào cô. Con đi ngủ nha. Cô đây. Khó tính như bà già vậy. Không. Cô đây. Vậy cô nhờ hôm trước giúp Thanh á, thế nào rồi con? Dạ con vẫn đang sắp xếp. Mà cô có khỏe không? Cô không được khỏe lắm. Con còn ráng giúp đỡ Thanh giùm cô với nha. Dạ. Còn gì nữa không cô? Rồi, cô cảm ơn con. Dạ, con sẽ cố gắng giúp đỡ Thanh sớm. Cô cảm ơn con. Ừ, được rồi, chào con. Dạ, con chào cô. Con, dậy đi con. Tối rồi. Con ngủ thêm chút nữa đi. Dậy đi. Con đã ngủ suốt buổi chiều rồi. Dậy đi con. Mình sắp tới bây giờ rồi đó. Ai? Con dậy rửa mặt cho tỉnh táo đi. Mẹ chán nhìn cái bộ mặt ngơ ngáo của con quá. Thôi, tỉnh đây nè. Mình sẽ đến đây để xin phép đưa con đi chơi. Con chuẩn bị đi đi. Bộ mẹ tính bán con gái hả? Thì mẹ bán con vô chỗ sung sướng.
con còn muốn gì nữa? Thôi con không thích đi đâu. Mẹ thích thì mẹ đi đi. Trời ơi, con này nói vậy mà nghe được hả? Mẹ phải nói chuyện nghiêm túc với con. Thôi con xin lỗi mà. Nhưng mà mẹ đừng ép con. Mẹ không có ép, nhưng mà mẹ thấy anh ta không có đáng ghét đến như vậy. Ít ra đó, con cũng phải tỏ ra là người có học. Hơn nữa thì mình cũng đã nhận lời giúp Thanh một buổi đi chơi để hiểu nhau thêm thì có gì mà xấu hả con? Nha con. Dạ. Vậy con cũng nên cảm ơn anh ta. Chúc mừng em. Vậy điều gì? Về chuyến công tác tốt đẹp của em và về sự phát triển quan hệ của chúng ta. Về chuyến công tác thì em nghĩ chưa cần đâu, vì chưa xong mà. Còn về mối quan hệ của chúng ta thì đã có gì đâu mà chúc mừng. Cảm ơn anh đã giúp bạn em. Chuyện của bạn em thế nào rồi? Anh đang cố gắng có thể tìm cách tiếp cận với Quang, nhưng mà theo em, Quang có hoàn toàn vô tội không? Có. Nhưng nghề của em và anh không thể làm gì theo cảm nhận được. Nhiều tội ác xảy ra khi người ta mất tự chủ mà anh. Thanh đã làm chứng ngoại phạm cho anh Quang. Em chỉ băn khoăn về nguồn gốc của cuộn băng ghi âm giữa anh Quang và Hằng. Em với Thanh thân nhau lắm hả? Ừ, tụi em có biết nhau từ nhỏ. Thanh cũng đã từng cứu em thoát chết. Em biết mối quan hệ giữa Quang và Hằng trước đây chứ? Em biết mối quan hệ này, nhưng mà cái chết của Hằng có liên quan đến việc của Trinh nhiều hơn là tình cảm giữa Quang và Hằng. Em nghĩ có lẽ cảnh sát đã bị một ai đó đánh lạc hướng. Một lần nữa, Thủy cảm ơn anh. Hy vọng là anh sẽ giúp bạn em. Em chuẩn bị đi nữa à? Công việc mà anh. Nghề này rất nguy hiểm. Có lẽ em nên chọn công việc khác phù hợp với sức của mình. Bởi vì em là con gái mà. Anh rất hợp với mẹ em đó. Nếu thích, em về công ty của anh làm điều hành công việc tại văn phòng luật. Công việc cũng liên quan tới nghề của em mà. Bộ anh định đổi nghề cho em hả? Vì tương lai của em thôi. Thật sự anh rất có cảm tình với em. Anh không muốn em phải cực khổ. Cảm ơn anh, nhưng em không muốn bị người khác áp đặt. Em muốn làm việc mà em thích thôi. Em có thật là con gái không? Anh hỏi vậy là sao? Nếu thật, đằng nào em cũng phải lấy chồng. Anh nghĩ mình xứng đáng để chăm lo được cho em, được sánh bước cùng em. Dù gì anh cũng là một luật sư có tiếng trong nghề. Anh có một văn phòng riêng đủ để vợ con sống hết đời. Lẽ nào
Em lại từ chối anh sao? Anh chỉ có vậy thôi hả? Em tham lắm, như vậy chưa đủ đâu. Nếu em vẫn còn là trẻ con, là một con ngựa non hiếu chiến, thì không nghĩ tới thật. Nhưng nếu em là một cô gái chững chạc, anh nghĩ em sẽ đánh giá cao những điều anh vừa nói. Đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi. Nếu đi, em sẽ hối tiếc đó. Anh chưa bao giờ hạ mình với bất cứ ai như vậy đâu. Vậy là anh nghĩ mình đang hạ mình. Anh chưa bao giờ thất bại trước bất kỳ ai cả. Là một người trưởng thành thì nên thất bại một lần cho biết đi anh. Tôi đã đưa phạm nhân tới, mời luật sư làm việc. Cảm ơn đồng chí. Dạ. Tôi là luật sư của vợ anh thuê để bào chữa cho anh. Dạ, chào luật sư. Tôi muốn anh kể lại cho tôi sự thật về mối quan hệ giữa anh và Diễm Hằng. Dạ được, tôi sẽ kể cho luật sư. Dạ, anh nên nhớ, tôi đến đây để giúp anh. Còn nếu anh che giấu bất cứ điều gì thì cơ hội ra khỏi đây của anh nhỏ bé lắm. Dạ, tôi biết. Xe không em? Ờ, không. Chị ơi. Ờ... Có chuyện gì không em? Ờ, dạ, chị cho em hỏi, ở gần đây có chỗ nào người ta cho thuê nhà không chị? Em muốn thuê nhà như thế nào? Dạ, thuê căn nào rẻ rẻ thôi. Em ở dưới quê lên đây để buôn bán nhỏ thôi à. Ở đây đầy, giá rẻ bèo. Quan trọng là em có dám ở hay không thôi. Ủa, mà sao vậy? Ở đây mới có một vụ giết người. Ghê lắm, ma không à. Người ta sợ người ta bỏ đi hết rồi. Ghê vậy sao? Cái ông này. Chuyện ly kỳ ghê gớm lắm. Trời ơi, ông này bị một lần còn chưa tởn, còn cái tánh nhiều chuyện. Chị này là công an đó. Hả? Ông gì? Tài Lanh. Trời, anh giỡn hoài, công an gì chứ. Chuyện động trời như vậy ai mà không tò mò.
Thôi tôi không có dính vô ba chuyện này nữa đâu. Ngồi trong tù một ngày là thấm lắm rồi. Không biết mấy anh tù ở trong đó suốt không biết đó làm sao nữa. Sao không em? Vậy chị cứ hỏi giùm em nha chị. Em không sợ đâu. Sợ gì? Ma cũng là người thôi. Người sống ở bên mình nè, còn không hại được ai. Huống chi là đã chết. Dạ. Trời ơi, nó hại biết bao nhiêu đời trai rồi. Cùng quẩn lắm á, thì người ta mới làm cái nghề đó. Chứ ai mà muốn. Bà ngồi đây từ sáng tới đêm á, không có bằng nó sang một thằng đại gia đâu. Cái thằng hay tới đây á. Đi xe ôm không em? Trời ơi, thằng đó nó cho hết thứ này tới thứ khác, tùm lum thứ hết á. Đôi khi vợ con nó nhà đầu tắt mặt tối, khổ ơi là khổ luôn á. Nó không có cần biết. Mà nhỏ này nó chiều chuộng lắm. Thà nó cặp với mấy thằng như vậy á, chắc gì nó bị giết. Dính vô mấy cái thằng nghiện đó nên nó mới ra nông nổi vậy đó. Ủa, sao ông nói thằng đại gia với con hàng gì ghen tuông gì mà? Trời, tôi nói hồi nào? Đừng có nói tầm bậy à nghe. Cái bữa đó, cái thằng đó nó phóng xe ra đường, con hàng nó còn chạy theo, tao còn thấy nó mà. Ủa, ở đây chị dọn hàng trễ vậy hả? Thân tôi có một mình thôi, cho nên tôi ngồi đây cho vui. Mà cứ khoảng 10 giờ tôi mới dọn hàng, cái thằng đó mới về. Chị chắc chắn 10 giờ chứ? Tôi chắc chắn đó mà. Lúc đó đó là câu chuyện truyền thanh bắt đầu á, là ngày nào tôi cũng canh để nghe đó. Cái gì vậy? Em có chút quà biếu anh. Thôi, có giúp được cái gì đâu mà biếu xén. Đâu cần phải giúp. Mà có giúp cũng đâu cần phải nói là giúp. Có chút quà hay hay nhớ tới anh thì em đem tới. Coi em là em út thì anh nhận cho em vui. Nhiều dụng ý quá ha. Thôi được, cảm ơn chú. Em đang tính mở thêm mô hình kinh doanh anh à. Như vậy còn chưa đủ sao? Đó chỉ là bước đệm thôi. Càng ngày mình lại phải càng chuyên nghiệp hơn chứ anh. Bây giờ có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, em phải mở rộng mới thắng được. Chú định làm như thế nào? Em đang tính mở một sàn nhảy hiện đại. Sàn nhảy à? Cái đó phức tạp lắm. Vậy em mới nhờ anh giúp chứ. Tôi chỉ thua chú. Ngày mình còn lo không hết việc, ở đó mà nhảy vào kinh doanh. Em biết anh chịu vất vả nhiều. Đây là chút chi phí để anh đi quan hệ. Rườm rà quá. Khi nào xong việc em sẽ không quên ơn anh đâu. Sàn nhảy của chú có gì quá đà không? À, thì em cũng làm như người ta thôi. Chú phải nói cho rõ ràng tôi mới tính trước được. Chứ lấp liếm như vậy á, lúc bọn họ sờ tới thì đừng có trách. Thì anh cũng biết em rồi mà. Gái thì còn có thể, chứ thuốc e là khó đó. Sàn nhảy mà không có thuốc thì coi như là phá sản. Anh cố gắng giúp em đi. Hơn nữa lần này gái của em sẽ rất đặc biệt. Đặc biệt? Gái tơ hả? Em sẽ miễn phí cho mấy anh. À, anh có phải về với chị không? Ôi, vợ con gì giờ này? Tôi nói tôi đi trực, chú cứ thoải mái đi. Vậy xong việc, chúng ta tới màn vui chơi nhé.
em sẽ sắp xếp cho anh hai bé thật dễ thương, ok chứ? Ok. Cho tụi nó vô đi. Dạ chào anh. Dạ chào anh. Đây là ông anh của anh. Tụi em phục vụ cho cẩn thận. Dạ. Chu đáo nha. Dạ. Để em massage cho anh nha. Nên chiều anh hết mình luôn nha. Xin lỗi, mình không giúp gì được cho Thanh. Mình cũng đang cố gắng làm sáng tỏ vụ này. Không trách Thủy được, chỉ trách Quang, trách mình và cô gái kia thôi. Nếu như Quang sống có trách nhiệm với gia đình, nếu như mình để tâm tới Quang nhiều hơn và cô gái kia đừng quá lăng loàn, có lẽ mọi chuyện sẽ không có như ngày hôm nay. Không phải mình binh Quang, nhưng mình có lý riêng để khẳng định Quang vô tội. Thủy nói vậy nghĩa là Thủy có bằng chứng. Không chắc, nhưng mình không thể nói ra lúc này được. Mình đã tìm tới khu nhà trọ của Diễm Hằng. Sao Thanh làm vậy? Thanh biết hành động như vậy có thể gây bất lợi cho Thanh và anh Quang không? Nhưng mà mình không thể không làm gì, trong khi những chứng cứ chống lại anh Quang cứ lâu lâu lại xuất hiện. Chuyện đó có luật sư lo mà. Nói cho cùng, anh ta cũng chỉ là người ngoài thôi. Điều tra phá án đã phải một sớm một chiều, Thanh phải kiên trì mới được. Thủy, mình có một thông tin quan trọng. Chuyện gì? Bà bán nước ở kế bên nhà nói là khi anh Quang vừa đi là lúc đó Diễm Hằng vẫn còn sống mà. Vậy có nghĩa là ai nói với Diễm Hằng trong khoảng thời gian anh Quang đi ra và chúng ta đi vào đó, vậy là thủ phạm ở trong nhà đó. Trong thời gian ngắn, tên thủ phạm không thể thoát ra khỏi căn nhà đó được. Bởi vậy cho nên mới nói anh Quang vô tội. Nhưng bà ấy có chắc chắn không? Chắc chắn mà. Thủy, bọn mình đi báo công an nha. Khoan đã, chuyện này có cái gì đó khó hiểu lắm. Để mình xem lại đã. Chào Thanh. Hưng mới tới hả? Có Thủy trọng không em? Có, Thủy ở trong nhà, Hưng vô đi. Ừ. Nè Thủy. Ừ? Trời đất ơi, em làm cái gì như người mất hồn vậy? Anh hả? Hay quá, em có chuyện này muốn bàn bạc với anh. Trời ơi, em còn nói được hả? Anh tưởng em bị á khẩu rồi chứ. Bây giờ mình có chuyện phải đi, nhưng mình có chuyện này dặn Thanh nè. Thanh không được trình báo với công an bất cứ chuyện gì. Mọi hành động đều phải báo với anh Hưng hết. Có cần phải nghiêm trọng như vậy không? Nghiêm trọng lắm. Mình đi nha. Đi anh. Anh đi nghe.
Không ngờ em lãng mạn như vậy. Chẳng qua là em không muốn nói chuyện này trước mặt Thanh thôi. Có gì mà bí mật vậy? Thanh mới nói cho em một chuyện quan trọng. Có nhân chứng nhìn thấy Quang đến nhà Hằng và rời khỏi đó trước khi Hằng chết. Sao Thanh biết được? Thanh đến đó và được bà bán nước kể lại. Bà nói lúc đó chính xác là 10 giờ đêm. Hằng chết vào khoảng 10 giờ đến 10 giờ rưỡi. Anh em mình tới là 10 giờ 15. Vì vậy là trong vòng 15 phút hung thủ đã ra tay. Không phải Quang. Như vậy nghĩa là có một kẻ khác. Đúng vậy. Nhưng sao trong hồ sơ không thấy ghi chi tiết này? Hay là có người trong nội bộ của chúng ta đã cố tình giấu điều này? Như vậy tất cả động tĩnh của chúng ta bọn chúng đều biết hết. Vậy là chúng ta là nước cờ trong tay bọn chúng. Kể cả những bằng chứng chống lại Quang. Đúng vậy. Hay là anh thử âm thầm điều tra lại vụ này, bắt đầu từ manh mối nhà. Thủy nè, theo em thì có nên cho chú Hòa biết không? Em nghĩ lúc này chị hai chúng ta biết thôi là tốt nhất. Em nghi ngờ chú Hòa hả? Dạ không, em đâu dám nghi ngờ chú. Nhưng mà em sợ lỡ chú Hòa vô tình tiết lộ chuyện này cho người khác biết, như vậy sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Tới giờ rồi, em đi đây. Thủy nè, em phải cẩn thận đó. Em có anh bảo vệ rồi mà. Giữ điện thoại này đi, có gì thì cứ gọi cho anh nghe. Nhưng mà điện thoại đó bị kiểm soát hết rồi. Không có đâu, họ chỉ dò nhân viên vậy thôi, chứ việc kiểm soát điện thoại đâu có dễ. Ờ ha, sao em khờ ghê. Mấy cái hồ sơ mà em nhờ anh tìm đó, anh đã tìm ra rồi, hôm nào anh đem cho em nghe. Dạ. Thôi em đi nha. Thủy nè, em nhớ phải cẩn thận nha. Cảm ơn anh. Mày đứng lại mày, đừng giả điên với tao nha. Đứng lên mày. Mày làm bộ hả? Tôi bay nhẹ tay thôi. Mày thả con Thủy đúng không? Tôi chỉ làm theo lời của ông chủ, cho nó về thăm nhà. Mày láo hả mày? Vậy nhà nói đâu mày phải biết chứ. Mày dám nhận mặt với tao hả? Ông chủ á đâu có nói với tao chuyện này. Con nói thiệt mà má. Mày dám bao che cho nó phải không? Mày chỉ là con kiến trong tay tao. Tao bóp lúc nào mày chết lúc đó. Nói lại. Là em con. Thiệt mà má. Mày vẫn ngoan cố hả con quỷ? Trời ơi,
cho nó hết quan cố đi tụi bay. Mày nói mau không? Mày nói đâu? Mày hả? Mày nói đâu? Đâu? Mày! Mày giấu hả mày? Sao? Mày muốn giết tao hả? Khó lắm Cường. Mày nhìn gương con Hằng với con Trinh mà học hỏi kìa. Rồi mày sẽ bị quả báo. Bằng cái gì? Pháp lực hả? Mày lầm to rồi con. Pháp lực á sẽ binh vực kẻ có tiền. Cái loại mặt hạng như mày á, người ta dồn hết vô trại kìa. Vậy mà có kẻ ký sinh trên thân thể của người khác, thân thể lại mặt hạng này đó. À, con quỷ cái này láo hả? Nữa tụi bay. Mày đánh cho mày què giò láo hả? Mày hổn với mày hả? Hổn hả? Mày. Thôi được rồi, hai đứa bay ra ngoài đi, để tao hỏi lần cuối. Dạ. Dạ. Nó là công an phải không? Trong ngày hôm nay mà nó không về đây, mày biết hình phạt của mày là gì rồi chứ? Má, thấy con Thủy rồi. Sao? Nó mò về hả? Mấy đứa bắt được nó trên đường vào quán bar. Đưa nó về phòng cho tao. Dạ. Mày thấy chưa qua? Rất khó thoát khỏi tay ông chủ. Mẹ mày. Quý cái liệu đó. Vô mày. Dạ. Trời, còn ngại ngùng. Làm gì vậy? Ngoan đi em. Không được đụng với người tôi. Chiều anh đi cưng, anh thưởng cho. Có gì đâu mà sợ. Đây là ông Huệ cho em đó. Chứ con Hoa nó vừa bị đánh chết đi sống lại vì em kìa. Nghe chứ cưng. Chị Hoa. Sao lại đánh chị Hoa? Cái đó thì em hỏi có Hoàng. Tụi anh chỉ biết làm theo lệnh thôi. Em yên tâm đi, anh sẽ nhẹ nhàng hết sức có thể. À, không. Bố ra! Bố ta ra! Bố ra! Bố ra! Bố ra! Chào mấy Hoàng. Dạ, chào mấy Hoàng. Tụi bay vẫn đủ cho vậy. Bấm nút biến. Sao? Tụi nó làm gì con? Đi làm gái á, lúc có giá nhất, mà con để tụi mất dạy nó giày xéo, như vậy là uổng đời lắm. Mình á phải được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, hiểu chưa? Chị qua đâu má? Nó đang bị phạt vì cái tội làm sống mất con đó. Đâu phải lỗi của chị Hoa đâu, lỗi của con mà. Tại con bị lạc, chắc chị tìm không thấy á. Tội nghiệp chưa. Vậy là con Hoa bị đánh quan rồi. Thôi, má hứa má sẽ tìm cách đền bù cho nó. Nếu mà con ngoan, má sẽ để con
thay thế nó. Dạ. Dù sao nó cũng già rồi, làm sao nổi nữa. Con có biết nhờ điều gì mà nó trụ lại được ngày hôm nay không? Vì những chiêu ân ái của nó khiến đàn ông không quên được. Làm gái chỉ cần cái bí quyết đó là được sống sung sướng cả đời rồi. Má đó, má để con ở lại với nó là chủ yếu. Má muốn con học những điều hay lẽ phải ở nó. Con hiểu chưa? Ừ. Chứ không phải rủ nhau mà lòng lộng nghe chưa? Dạ, con xin lỗi. Con ngoan, biết lỗi là tốt. Còn chị qua sao má? Lát nó sẽ về. Con đó, ráng mà chăm sóc cho nó nghe chưa. Vì em là con gái. À hả? Tội nghiệp chưa? Nè, nước để uống đi con. Uống cho lòi bắn họng đi con. Ai biểu mà cứng đầu chỉ cho nó khổ. Thủy đâu? Con Thủy nó ngủ ngon rồi, mày yên tâm đi. Mấy người, người đã làm gì nó? Ai mà làm gì đâu, hù nó một tí thôi. Nhưng mà phải nhớ, nguyên tắc là nguyên tắc, ông chủ sao không tha cho bất cứ đứa nào đâu. Nè, anh đã hẹn em rồi mà, sao lại đi hôm khác được? Em có việc rất gấp cần gặp anh ngay bây giờ. Dạ, em biết rồi. Dạ dạ. Vậy vậy đi, 5 phút nữa em sẽ tới. Em sẽ nói chuyện với anh rất ngắn, là sau đó anh sẽ giải quyết công việc của anh. Mọi việc sao rồi? Dùng đèn ra riết chuẩn bị cho cuộc giao hàng. Hàng được đưa đi ăn tại nhà hàng lớn. Dấu vết gã trùm vẫn là một ẩn số. Cứ kiên nhẫn, cháy nhà sẽ lòi mặt chuột thôi. Nhiệm vụ bây giờ phải theo dõi từng động thái, từng bước di chuyển của chúng. Vừa đoán mà, con Hồng nó mới điện á, nó cũng đang ở trong tầng ngắm rồi đó. Vậy là sao? Nhất định á là có nội gián rồi đó. Tao sẽ tìm hiểu sao, biết được đứa nào liền sẽ không toàn thay với tao. Tao nghĩ á, có thằng Hoài thôi à. Tao đã cảnh báo mày rồi, mày không chịu nghe. Không có chuyện đó đâu.